chúc mừng cho chị Song Hỷ vì kênh của chị đã đạt được 100.000 người đăng ký nha. Lắp lá cuối cùng mới được tới rồi. Wow. Trời ơi. Giận ấy. 1, 2, 3 vô. Chị Diễm nhìn nha. Ui. Wow, hello. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Lê Hùng đây. Ở nhà hôm nay mình rất là vui vì mình đang đứng cạnh hai chị hot girl. Đó là chị Phan Diễm bên kênh Phạm Dũng nè. Và đây là chị Song Hỷ bên kênh Song Hỷ Vlog. Đó, thì hôm nay làm buổi gặp để anh em mình, chị em mình giao lưu với nhau. Và bên cạnh đó là để chúc mừng cho chị Song Hỷ vì kênh của chị đã đạt được 100.000 người đăng ký nha. Qua đây thì em cũng xin chào khán giả trên kênh của anh Phan Lê Hùng. Thì em thì Song Hỷ, em cũng rất là may mắn vì ngày mà em bước lên Sài Gòn thì lại đạt được 100.000 follow. Và cũng rất là vui vì được chị Diễm và đã làm cầu nối để em có thể gặp được team của mình. Dạ, yeah. Thật ra thì em cũng cái hôm mà thấy chị mua cái MacBook á, đó là em cũng rất là tò mò và cũng đã đặt một cái rồi. Thì em cũng tính nhắn tin là hỏi thêm tình hình và cái MacBook đó đó. Đúng rồi, xài khó không? Tại vì nó là thuộc bên iPhone. Còn mình thì nào giờ mình xài Android không à. Đó, cho nên thôi sẵn hôm nay mình gặp mình ăn uống một trao bữa để mình trao đổi và những cái thông tin đó luôn. Không, dạ. Thật ra là riêng với Diễm thì Diễm cảm thấy là YouTube là một cái gì đó rất là đặc biệt, luôn là một cái cầu nối để gắn kết các anh em lại với nhau. Và đôi khi là có những đôi khi chúng ta chỉ biết nhau, coi nhau qua trên, dạ, kênh trên YouTube, dạ, thôi, nhưng mà mình cũng rất là mong là có dịp sẽ được kết nối với nhau này, giao lưu với nhau nhiều hơn. Dạ. Thì Song Hỷ là cũng rất là nhiều lần là mong muốn là được giao lưu với anh Võ Sư Lộc này, anh Phan Lê Hùng. Thì hôm nay là lại may mắn chưa kịp ngỏ lời là đã được team Phan Lê Hùng mời để đi ăn cho cái buổi tiệc mà gọi là chúc mừng Song Hỷ đạt được nút bạc. Dạ. Thì nói chung là ngày này không sớm thì muộn nó cũng đến thôi. Đó, thì bây giờ cả nhà coi bên kênh Phan Lê Hùng nha, nhưng mà có thể ngày mai ngày mốt gì cả nhà có thể kéo qua kênh của chị Song Hỷ hoặc là kênh của anh Phạm Dũng để mà coi những cái clip mà có luôn Phan Lê Hùng Võ Sư Lộc trên đó nha. Còn bây giờ thì mình vào trong quán ha chị. Hôm nay mình đi ăn món gì anh nhỉ? À, đây. Hôm nay là mình đến ẩm thực sinh thái làng ta. Đó, địa chỉ là số 1A đường số 11 khu dân cư Trung Sơn nha cả nhà, huyện Bình Chánh. Thì nghe ở quán cũng quen quen ha, nghe tên thì cũng thân quen quá. Dạ. Làng ta, mà nói chung ở bên khu dân cư Trung Sơn thì có rất là nhiều quán ăn và quán nhậu luôn á. Đúng mà rồi. Nổi tiếng thì khu Trung Sơn rất là nổi tiếng về, đặc biệt là những cái quán mà quán nhậu. Dê, dạ, quán lẩu dê rồi đó. Ở đây nó có một cái vị trí cũng khá là thuận tiện, là em thấy như lúc nãy em từ quận 3 em qua đây là đi xuyên qua quận 1 tới Bình Chánh rồi. Dạ đúng rồi. Đó, rất là tiện, em tưởng là phải đi vòng về phía bên kia nhưng mà không nghĩ là cái khu này thì mình ở đây rất là tiện luôn. Tại vì chị biết sao, Bình Chánh rộng quá. Dạ. Bình Chánh rất là rộng. Ở đây Bình Chánh nè, nhưng mà xuống tới ngay khúc nào anh Lộc, cái khúc mà khúc cái Phạm Hùng á. Phạm Hùng vẫn là Bình Chánh ở dưới luôn. Dạ. Là nhà của Bảo đó. Đúng rồi. Cũng là Bình Chánh, nó gần ở đâu bên Hóc Môn á. Dạ. Thôi giờ mình đi vào nha. Nhưng mà hai anh đã tới đây bao giờ chưa? Dạ chưa. Thì thú thật với chị Diễm, chị Song Hỷ cũng như là cả nhà, hôm nay là em tính mời mọi người đi ăn gà. À, gà hả? Đi ăn gà bà Thả Vườn á. Dạ. Nhưng mà do là bên hello. Nãy mình vào đang ngủ. Chúc mừng như Song Hỷ chưa? Xin đừng chọc em. Em cào đó. Mặt vậu ha. Đây nè. Ồ. Hello. Hello, quay được cảnh không? Nè nè. Nó tay coi. Trời dữ quá. Em chúc cái máy quay luôn nhỏ. Anh ơi, hồi. Ồ, nhìn mặt rồi, nhìn mặt rồi. Khỉ cái nó lại thích nam hơn á, con này hình như là con khỉ đực á. Vậy là phải Song Hỷ. Vậy là một trong hai gì phải vào. Dạ, dữ quá ha. Thằng này không có được thân thiện lắm mọi người ạ. Rồi mình đi vào nha. Hồi nãy anh đang nói dở là định đi ăn gà nhưng mà bắt không được đúng không? Dạ tại vì cái đó nếu mà đi ăn thì mình chắc mình sẽ hẹn một bữa khác á chị. Dạ. Chứ bên đó thời gian chuẩn bị và người ta nướng gà lâu, cả hơn một tiếng đồng hồ á. Dạ. Dạ. Rồi. Đi. Ôi quán này có vẻ là view rất là rộng này. View này là view sinh thái. Dạ. Làng ta thì chắc là sẽ dân dã rồi. Đây là hồ cả nhà ơi. Hải sản. Cá tai tuột nè. Rồi.
có tôm này, cá tai tượng, rồi cá bóng mú, ngao hai còi. Rồi đi rồi. Em ơi, em cho anh đặt một cái bàn khoảng 10 người nha. Ừ. Anh ngồi chòi đi. Còn trong khi đó thì trong khi đó thì mình sẽ đi một vòng xung quanh để mình tham quan. Đây chắc là khu vực bếp nướng nè anh Lộc. Thơm nè. Dạ. Thịt nướng. Nguyên một cái thùng à. Cái lu đó chắc là nướng gà hay là thịt heo, thịt quay. Lu để quay. Heo sữa này kia luôn. Dạ. Rồi đi. Có mấy con này là nuôi kiển hay là ấy ta? Gà này là gà chỉ đúng không? Con này giữ nhà được. Chim. Đây là quán chỉ con nào là. Ôi, đây có cái thuyền miền Tây này, sùng ba lá này. Mình thả xuống thì mình bơi đi chị. Ở dưới mình thấy mấy con cá kìm nhỏ nhỏ nữa nè. Đó. Cá này mà kho tiêu là ngon. Dạ. À, view này rất là hay nha. Ở đây còn có dừa nước này, rồi có cả bông súng nữa này mọi người này. Đó. À, nãy em chưa nói với chị Diễm xong đó là cái quán này em được anh Dương ở bên Thế Giới Bò chỉ đó. À. Dạ. Anh Dương với lại chị Mai là chùm ăn uống rồi mọi người ơi. Với lại nhà của anh chị cũng gần đây. À. Rồi. Mình đi đường nào ta? Bây mình đi đường này đi, đi đường này đi. À, xe lướt. Đi. 140.000 người follow. Đấy. Cái gì anh? Hoàng Ly xe lướt. Facebook hay là TikTok hay TikTok chứ còn Facebook thì có mấy người theo follow hả? Đây có một cái bè này. Cái này giống như người ta leo lên để chèo ra hay sao ha? Chị sống Mỹ có muốn chèo không? Em nặng quá, không biết có chìm không á. Hình như là quê của chị là cũng có một cái chèo giống như vậy đúng không? Dạ, sông đúng nước. Đúng rồi, quê em là làng bè mà. Dạ, dạ. Đó. Đây là bông súng này, hồi có ăn món nào mà liên quan đến cần làm rau thì nhổ bông súng luôn. Đó, bông súng này cả nhà. Ở dưới quê vợ em cũng có bông súng luôn. Mỗi lần mà ăn cái món nào mà liên quan đến chấm... cái kho lạc nè. Dạ, đó. Bông súng ngon lắm. Có bạn chị. Và tiếp nha. Nhưng mà quán này cũng hay hay ha. Dạ. Đó. Có mấy cái chòi. Ê, giáo sư Lộc, giáo sư Lộc. Giật có bên này nó mới 300 đó, không có hứa được. Phục phòng này rồi bạn. Vào tới đây thì không gian nó mát mẻ hơn. Ok. Rồi, nay mình sẽ ngồi ở đây nha cả nhà. Ôi, quán này rất là đông nha mọi người. Hồi nãy giờ Diễm đi á là Diễm thấy là chòi là hết bàn rồi. Nên là anh em mình phải ngồi đây. Cái view ở ngoài này dễ thương nè. Mà cái view trong chòi hồi nãy thì nó hơi tối một xíu. Nhưng mà mình ngồi view này thì nó mát mà nó cũng đẹp nè. Có mấy cái hàng cây rủ xuống. Dạ. Anh nhà ơi, đây là menu nè. Bên đây thì nhiều món lắm. Có các món lai rai nè. Món lai rai là món nhậu anh. Đúng rồi, nhậu lai rai. Cơm cánh gà chiên mắm, lưỡi vịt sabo. Chị ăn lưỡi vịt không? Lưỡi vịt sabo, một cái đi ha. Rồi. Đội này là chưa biết từ chối món gì nha mọi người. Cứ mỗi trang chơi một hai ba món nha. À. Chứ đừng có mỗi trang chơi hết nha. Với lại hai chị còn nhớ lúc mà mình vào có gặp mấy con chim chỉ. Đó. Đó thì mình sẽ gọi con đó luôn. Wow. Làm hai món. Món gì anh hả? Lòng xào mướp với lại hấp chiên nước mắm. Đó, thịt thì mình chiên nước mắm, lòng xào mướp. Với lại mình người ta nói là con chim chỉ là chỉ đâu dính đó. Cái tên cũng tội nghiệp quá ha. Và mình nghĩ là các anh chị ở miền Tây thì mình sẽ gọi món này đi, rau luộc thập cẩm và kho quẹt. Dạ. Rồi lưỡi vịt sabo, rau luộc thập cẩm, kho quẹt, chim chỉ với lại một cái gỏi bò đi. Ok. Thêm một cái gỏi bò nữa. Đó thì anh gọi đúng món em thèm luôn. Và hôm nay phải ăn nhiệt tình nha. Dạ. Rồi. Đặc biệt mì nè, bún gạo, cơm chiên, các món ăn no nè cả nhà. Nói chung còn mấy anh hậu phương nữa nên mình sẽ gọi cơm đi ha. Thêm cơm chiên cá mặn. Có cơm chiên kháng chiến vậy cơ. Cái gì ghê vậy? Nghe cơm chiên kháng chiến nghe nó trường kỳ thế ngày cách mạng ha. Rồi. Vừa qua 2 tháng 9. Vậy gọi món đó đi cho nó mới lạ xíu.
với lại thêm món hủ tiếu áp chảo lẩu đi. Okay. Không thường là kênh Phạm Dũng cái kết lúc nào cũng phải có nồi lẩu. Lẩu mắm rồi. À lẩu mắm hả? Lẩu mắm hả? Lẩu ếch lá giang, lẩu mắm, lẩu cua đồng, bắp bò, lẩu lương, rồi cá đắk lát khổ qua. Thôi hôm nay để chị Hỷ chọn món đi. Hỷ đi. Hôm nay là xong Hỷ là lẩu nè, thêm một cái lẩu nữa. Em muốn ăn lẩu thái hải sản đi. Rồi. Thêm một cái lẩu thái hải sản nha. Ok. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi món, trong đó mình ngồi trò chuyện giao lưu với mấy chị. Dạ. Yeah. Yeah. Món ăn là các anh Diễm nghĩ là nếu mà ai tới đây thì nên đặt bàn trước ấy, hoặc là mình order trước cũng thấy đông á, có những cái món nó đợi rất lâu, đặc biệt là không chỉ phải đi làm thịt nữa. Đúng rồi. Phải 30 phút á. A few moments later. À, em nghĩ đề xuất là mọi người bây giờ gắp mỗi người một miếng rau này, để một lát cà lên này, một miếng bò này, và phải đầy đủ thêm một cái lát tắc này nữa này. Thôi rất là để đủ topping luôn. Đúng rồi, đủ topping luôn. Tay đi anh. Thử lát là thôi chị xong Hỷ đi, chị xong Hỷ ăn theo kiểu đó đi, đầy đủ luôn. Thôi để em gắp cho anh đi ha. Rồi ok, cảm ơn chị. Đó. Mà mình ăn trong cái không khung cảnh mà trữ tình như vậy, đằng sau có hồ nước, ao này kia. Thấy xong Hỷ đỡ nhớ nhà. Ồ, đúng rồi, đẹp quá ha, view đẹp ghê. Ghê luôn á anh. Không nghĩ là ở Sài Gòn mà có khung cảnh mà cái quán mà xanh sinh thái như vậy luôn á. Yeah. Đó là một phần nữa là xong Hỷ biết sao, đó là do anh Phan Thị Hùng và Võ Sư Lộc rất là tinh tế ấy. Có ý đồ trong việc chọn quán mời xong Hỷ đó, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Dạ. Tại vì em cũng suy nghĩ là hồi nãy em với Lộc chạy dọc bờ sông nè, kiếm coi có quán nào hay không. Nhưng mà tiếc là không có, toàn quán cà phê thôi. Đó, nhưng mà em muốn là phải có một cái nét gì đó nó riêng biệt, cho nên là được anh Dương gợi ý quán này em rất là ưng ý. Trời ơi, em cảm ơn hai anh rất là nhiều luôn. Dạ. Rồi đây mình sẽ ăn đủ món luôn nè. Có cà nè, rồi bò. Đó, rau, ớt, rồi có thêm miếng tắc nữa nha. Rồi, làm một combo lùa vô luôn. Tụi em nhiêu đây thôi, còn phần còn lại là thử thách anh Võ Sư Lộc nha. Thật ra cái món mà cái này là bữa nãy gọi là bóp khấu không anh? Không gỏi bò à? Gỏi hả? Dạ. Người ta nói gỏi bò mà trộn với mấy loại đậu thơm với tắc. Em nhớ là bắp khấu là hình như là người ta có để hính vô nữa. Còn cái này là hình như là gỏi bò giống như món bắp khấu vậy. Tại vì cái món này á, cảm giác nó hơi khô một tí. Tại vì nó không có nước sốt gì hết. Dạ đúng rồi. Là các loại rau với bò này kia thôi. Nhưng mà nó sẽ có nước từ rau rồi cũng như là tắc rồi đó. Nó sẽ ra nước để mình ăn. Không mà công nhận ăn thêm miếng tắc á, cái vị nó chua á. Dạ nó đã hơn nha. Rồi giờ mình xin phép mình chuyển qua món kho quẹt đi. Đây. Mà dạo gần đây á Diễm. Dạ. Là do anh quay nó hay bị lỗi âm thanh lắm. Số gì vậy? Kiểu như mình bị rung á. Mà giờ ngồi kế xong Hỷ, ngồi kế Diễm nó rung nữa hả anh? Tắt tiếng luôn. Tắt tiếng luôn. Em ơi cho anh thêm đôi đũa đi em. Thôi nói gì nói nhưng mà đừng có tắt tiếng. Tại vì thật sự luôn là em đã có kinh nghiệm rồi. Là không có gì đau lòng hơn khi mà mình quay xong hết mà cái video của mình bị lỗi. Em bị là kênh Phạm Dũng là bị hình như là 3 lần là quay xong rồi là mất tiếng. Mà em nói thật là về mà tức mình muốn đập đầu vô tường luôn ấy. Có cả lắm. Con đau lớn tột cùng. Đó thì bên em cũng vậy. Đau là gì? Mình ăn no rồi. Mình ăn quá no rồi. Đâu thế nào mà mình ngồi lại mình ăn tiếp một tô nữa. Dạ, ở quê em còn gọi là đau như bò đá. Nên thôi chắc mình phải kiểm tra tí một cái. Đó. Mình lấy đồ đũa mới luôn để mình gắp cho tiện ở nhà ơi. Chưa. Ủa chưa hả chị? Không đồ hả? Cái này để em xới trộn đều lên cái nồi kho quẹt. À, trời ơi. Nhưng mà em cực cực thích cái bộ này là đặt trước hay là ngoài chợ có anh? À thôi, có cái muỗng này đi xong rồi. Cái này là được một bạn theo dõi kênh ở bên Úc á. Bạn đó đặt từ bên đó gửi về. Dạ. Thì là nó đi máy bay qua đây. Đúng không anh Lộc? Đúng không? Máy bay đúng không? Chị Hân. Đó. Bây giờ em xin phép là em lấy cái này em trộn lên trước nha, rồi mọi người chấm nha. Dạ dạ. Nhìn hai cái muỗng một trời một vực luôn. Wow. Này, cái sao mày biết cái này quá. Có thể dùng lại cái nữa không? Là với cơm. Ăn với cơm. Cái nếu mà ở quê á, hoặc là các bạn nào mà thích ăn thích mà đá tảng á. Tâm gấp vậy là trượt nhé. Đâu không phải đúng hả? Làm cà phê. Đồ làm nước đá đúng không? Đồ đập nước đá. Anh Hùng anh gấp cái này nhưng mà cái đũa này nó trơn trượt thì em thật sự là em rất là thích cái bộ này của mọi người luôn. Rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi, cảm ơn. Không nghĩ thêm cái nào.
Em muốn ăn bầu đi. Bầu ha. Mình đang tính gấp cho các chị thì các chị em có cái sáng kiến này khá là hay. Cái bộ này ok lắm luôn á, em thích bộ này rồi đó. Một lần mình có thể ghim được ba miếng luôn á. Hay nha. Rồi cái muỗng này mình sẽ múc đi ha chị. Mình cầm mình múc vào. Đó, đây. Đây chị. Dạ, em cảm ơn. Ờ. Ok nha. Thơm phức luôn. Tất mỡ. Ôi giời. Ồ. Đầy đủ mỡ. À, lâu rồi theo dõi kênh của Phạm Dũng á, cái chuyến hành trình xuyên Việt mà có sông Mỹ đi chung á, mình cảm giác được là giống như là mỗi lần nó sẽ có một cái mới. Nhưng mà qua những cái chuyến nó thấy sông Mỹ cũng dạng máy quay hơn cả nhà, nói chuyện cũng tự tin hơn nữa. Nói chung với anh làm thật sự là lúc đầu em rất là ngại máy quay, mình phải tập á, giống như là em phải đứng trước gương để em nói chuyện với chính mình. Rồi sau đó thì em mới dạn dĩ hơn khi mà mình quay máy quay trực tiếp thì mình không có dám nhìn xung quanh. Tại vì nhìn xung quanh lên cái mình hơi là phân tâm, tại vì em cũng sợ lắm. Nên là sợ người ta nhìn mình rồi mình không có tập trung, nên là cố gắng hết sức khi để nhìn vô máy quay. Nhưng mà phải công nhận là cái YouTube này á, khi mình đi quay nhiều như vậy á, mình ra ngoài mình nói chuyện, mình giao tiếp nó cũng gọi là tốt hơn, cải thiện hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà Hùng ơi, cải nghĩa đi em. Gì cho anh? Con cái chiến nãy giờ em chưa cải nghĩa nè. À, nè, dứt xong cái này là em khởi nghĩa liền á, kháng chiến liền á. Đây. Hôm nay anh Hùng hơi bối rối hay sao á? Dạ, tại vì nếu như mà đi ăn nhiều quá thì em sẽ gọi là hướng dẫn chị làm sao để quay clip và ăn nhiều. Nhưng mà hôm nay là mình đi ăn kiểu như và với lại mình ăn mừng ở bên chị Song Hỷ đạt 100.000 người đăng ký nè nha. Ăn nên mình cũng chưa biết phải quay thế nào, từ từ là mình sẽ quen. Dạ. Dứt nha. Nhưng mà anh này hình như là kho với đường hút nốt thôi. Em cảm nhận cái mùi hương vị của cái đường á. Cái sợt sợt á. Để hồi xuống hỏi đầu bếp để chào hẹn với đầu bếp. À, Song Hỷ bán đường hút nốt. Dạ, đúng rồi. Sẵn đây mình cũng xin giới thiệu trên kênh của Funny Hùng là chị Song Hỷ đây có bán món đường thốt ngốt quê của chị á. Trời ơi, nhìn cái đường nó dẻo mà nhìn ăn rất là đã luôn á. Thì có dịp cả nhà hãy liên hệ số điện thoại bao nhiêu chị? Số điện thoại của em là 0344226262 là Song Hỷ Song Hỷ. Wow. Dạ. Dạ, cảm ơn. Đó. Thì nhắc tới dừa thốt ngốt thì phải nhắc tới củ hủ dừa. Dạ, em thì hiện tại thì vẫn chưa có gì thay đổi, là vẫn đang bán các mặt hàng hải sản, củ hủ dừa sấy khô và các mặt hàng ở Tây Bắc của anh Hải Sapa TV như là thịt trâu và chẩm chéo. Thì các bạn có thể là tham khảo các mặt hàng qua số điện thoại là 0981128578 nha cả nhà. Cảm ơn khán giả của kênh Funny Hùng. Rồi, còn nếu mà bận thì mình gọi số khác là 0929229988 nha. Wow. Quá đỉnh luôn mọi người ơi. Mình được cái là mình hay nhớ số điện thoại của mấy anh lắm. Mấy anh mà bán đi qua YouTube mà bán đồ mình hay nhớ lắm cả nhà. Nhưng mà phải cảm ơn là anh Hùng với Lộc rất là nhiều luôn. Tại vì thật sự luôn là anh Hùng với lại anh Lộc là thường xuyên ủng hộ Phan Hiển luôn. Nhiều cách khi dạ. Là cách là cách ruột luôn ấy. Dạ. Tiếp luôn mọi người ạ. Mình rất là hảo món mực nha. Trời ơi, mực lắm rồi. Dạ. Nhưng mà em nghĩ là mọi người nên ăn thử cái món này trước khi mình ăn cái này này. Tại vì cái này đang được ủ. Cái này là lưỡi vịt. Dạ, lưỡi vịt Sapo ha. Dạ. Đây có cái đũa mới nè, mình xin phép mình gấp cho các chị nha. Dạ, ăn thêm với đồ ngò rí cho nó thơm. Đây vậy Song Hỷ ơi. Cái này là có, cái này là tỏi. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Mời chị. Lưỡi vịt Sapo. Nấu kiểu giống như có cái hương vị ngũ gì hơi chút bắc hay sao ta? Thuốc bắc hả? Đúng không? Hay là ngũ dương hương? Nghe cái mùi thì thấy nó có vẻ giống như thuốc bắc hả chị? Làm kiểu mấy món người Hoa hả? Giòn quá. Mình gấp chắp đó nha. Nó ra cái nước sốt trong đây nè, rất là đậm đà luôn. Em nghĩ món này á phù hợp nhất là ăn với cơm hoặc là cháo.
nhưng đúng mà rồi. Thường cái lưỡi vịt này hình như là đem vô hết nhà hàng hay sao á, chứ bạn đi ra chợ mua là không thấy cái lưỡi vịt nào hết trơn á nhà hàng. Cũng đúng ha, tại vì nếu mà theo em nghĩ á chị, cái lưỡi vịt nếu mà mình đem mình bán ở trong những con vịt quay á, người ta ăn người ta sẽ bỏ, không đâu phải ai cũng ăn hết cái đầu đâu, nên chắc là người ta sẽ kéo lưỡi con vịt ra chặt cái tặc xong rồi đem đến các nhà hàng đó, mình nghĩ vậy thôi nha cả nhà. Hôm qua kênh Phạm Dũng cùng với Sơn Thủy đi giao lưu với, hôm qua là anh về thăm vợ rồi em đi với anh Lộc, người ta bán cái đầu cá lóc ấy, nhưng mà cái đầu cá lóc ấy người ta lại lấy cái lòng người ta bán riêng nữa. Cái đầu bán riêng, cái lòng bán riêng. Ủa đáng lẽ phải chung chứ ha. Em cũng thắc mắc, có nghĩa là bán thì là cái đầu cá là riêng, xong rồi ai ăn muốn ăn cái ruột ấy, cái bộ lòng bao tử ấy, thì lại phải mua riêng. Nếu vậy thì cả nhà phải đến quán của Ánh Cua thôi. Ánh Cua bán đầu cá lóc có luôn bộ lòng, có ruột luôn. Rồi. Rồi tới dĩa cơm. Wow, cái này là mình có nguyên năm 1975 luôn. Thấy sao mà nguy hiểm quá, mở ra không biết nó có. Hay là tại người ta gói 1975 giờ ta mới đem ra ha. Trời ơi, vậy là ủ ấp rất là lâu cái này rồi. Giống như là một cái đường hầm vậy đó. Cái gì? Này là cái ủ nè. Gì ghê vậy? À, đúng rồi đấy. Hay là một cái lô cốt. Bóc ra. Ở đường hầm nha. Quá trời luôn rồi. Lấp lá cuối cùng mới được tới hả? Trời ơi. Giận đấy. Có lý do nó đem đây nãy nói mới nói ăn với cơm nè, đây có cơm luôn nha. Chị Giang em này mới đang nói em kết cái này rồi, mọi người cứ ngồi bình tĩnh để em chia phần nha. Dạ. Bây giờ em sẽ rải cái trà bông ra đều đi. Ô cái này mình thấy những cái nguyên liệu giống đó giống như xôi lá chuối đó ha. Dạ. Giống cơm chiên Dương Châu nhưng nữa. Mà cái hạt cơm này em nghĩ là hạt cơm ngon đấy, loại gạo ngon đấy. Dạ. Trên này là có cái phần ruốc này, xong rồi giống như là lạp xưởng ấy, rồi cả tôm khô nữa nha mọi người. Dạ. Chả nữa, chả lùa nữa. Cái gạo này nhìn giống cái bữa mà cơm chiên mà mình có ăn cả rồi. Cái chả lùa lạp tôm xưởng. Khô. Cái hộp gạo này nó dài. Nó dài giống như cơm chiên bữa hổm mình ăn á, chị Diễm trên Du Hiền á. Hay là cơm Ấn Độ, cơm nỉ gì á. Đây xong hỉ. Nhân vật chính đấy. Đúng rồi. Hôm nay mọi người có thể nhịn đói nhưng mà riêng Song Hỷ là phải no nha. Nói chung em quay với hai chị lúc nào em cũng là nhân vật phụ hết. Dạ. Cơm em khi mà mình xới lên cái mùi nó rất là thơm luôn nha. Và trong này họ có cả phần dạ. Rồi em cảm ơn chị. Đây người ta có một con tôm khô. Con tôm khô mà lọc vỏ hết luôn á. Dạ. Có chừng tôm khô này mua của Ánh Cua. Mấy chị em đi quay mà cứ toàn nghĩ đến sản phẩm của nhau. Mình bảo là đi đâu mua cũng vậy, mua của chị em mình cảm ơn. Những câu này nghe giống như mấy câu hát nè. Còn em nghĩ là bây giờ mình sẽ mời anh Lộc một cách này nè. Dạ. Rất là đặc biệt luôn nè. Mình lấy cái cơm này cho vào đây rồi đưa anh Lộc ăn. Anh mặn xỉu luôn á. Đồng đội của anh muốn là anh ăn hết cái nồi khô quẹt này, anh nghĩ sao ạ? Ăn đó là xong là uống cạn nước hồ. Đồng đội này quá tốt mà. Em thấy là hình như là anh Hùng với anh Ngọc là cũng sẽ gần giống như em với anh Dũng, có nghĩa là khi quay thì sẽ là một người quay một người ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Em nào giờ vậy em thấy là anh chị ăn là ăn chêm luôn một tí thôi, nhưng thường là mỗi người sẽ là người ăn chính. Dạ. Dạ đúng rồi đó chị. Nhắc đến món chính thì món chính đã lên rồi cả nhà ơi. Mình phải chừa chỗ để cho vedette vào. Nhưng mà em nghĩ là nên giấu dạ không qua cái này đây luôn ạ. Em giấu cái đầu tí xíu nha. Đúng rồi, giấu cái đầu. Nguyên con luôn. Đây em giấu lại cho em chùm lên, em chùm cái đầu lại. Kéo nha. Em sợ nó lạnh. Xong Hỷ căn này tức là những cái nhỏ nhỏ là xong Hỷ thấy cái đầu chi tiết không à? Chi tiết đó là chi tiết quan trọng nhất của tiệc ngày mai đó mọi người. Em đi hoài nên nói chung nhà hàng cũng chu đáo quá chị Diễm, nghĩa là họ nói là họ sẽ xé gà cho mình luôn để tránh trường hợp mà mình dùng tay không á. Đang hồi họ sẽ có bao tay ấy. Dạ. À, đây để sẵn thôi, nhưng mà em nghĩ anh em mình đã ăn cơm, anh thấy con gà là anh đã quên chén cơm rồi. Đúng là thiệt, có gà thiệt quên luôn. Cơm mà có thì vừa mới thấy con gà xong chén cơm vừa múc không quan tâm luôn mà tại nhìn nó hấp dẫn quá. Ủa mà con này là gà chỉ hả, sao giống con gà bình thường quá hả? Đúng không chị? Không chỉ cái cánh hay là gà táo
Con chỉ là nó giống giống con gà. Thôi, đây chắc là con gà cha đó chị. Nhưng mà em nghĩ là chắc là cái con chỉ nha, tại vì nhìn phao câu là biết liền rồi. Thánh đang phao câu. Rồi mời cả nhà. Nhiều mùi vị quá anh chị ha. Khi mình ăn cái cơm này nè. Nhưng mà nhiều mùi vị lắm. Em thấy cơm chiên thì cái quan trọng nhất là cái cơm ấy. Thì cái hạt gạo ở đây rất là ngon nha. Ăn rất là ngon luôn. Ăn không có bị khô các bạn nhìn vậy thôi, nhưng mà ăn nó kiểu hơi dễ dễ nhẹ. Nó có thêm cái sợi chà bông á nhà, nó làm cho cái cơm nó có cái vị ngọt và mặn mặn. Đã nè. Nếu thích cơm khô nếu bạn không có cái vỏ. Dạ. Em thấy mà nó nhỏ xíu mà nó không có vỏ. Em nghĩ là anh chị cứ ăn nhiều cơm vào nha. Con gà đi em. Được rồi em. Mình ăn những cái món ăn này á, nhất là nó làm cho mình nhớ tới những cái miền quê. Thứ hai là kiểu như để cho những người xem kênh á và các cô chú á cũng thấy được cái khung cảnh mà hồi xưa. Dạ. Cả nhà ơi, chị Diễm vừa mới lấy mất cái thủ rồi. Giờ là an toàn rồi đó anh. An toàn rồi ha. Hay quá ha, sao nó cũng là hình con gà nè. Dạ chắc cái nhờ. Đầu là không biết làm sao mà không quay được. Dạ. Đây là giờ nhờ hai bàn tay của chị cùng góp vào với em. Đã lát nữa nè chị Diễm ở chị Song Hỷ nè, bạn thế nè. Đó. Chúc mừng chị Song Hỷ nha. Bây giờ thì chị Diễm sẽ ra đòn. Cái gì? Ê, mà mấy cái khâu mà bé bé này kia đầu á là phải nhiễm nhanh lắm mọi người. Cả nhà ơi. Dạ. Nhưng mà con này cơ bắp quá. Anh Hùng có gì chia sẻ trước khi mà em ấy không? Em muốn chia sẻ là chị Diễm á là một người rất là nội trợ. Hồi đó bữa mình có về nhà quê của chị á thì chị dọn những món ăn nè, chị làm những món ăn và sau đó xong xuôi là chị cũng đem xuống chị dọn luôn nha, chứ không phải là chị để cho những người mà ở đó làm không riêng đâu. Là không có dọn gì hết đúng không? Đó, dạ. Tuyệt vời lắm. Thì sau bữa ăn này em cũng xin phép là được mời anh đi cà phê. Dạ, nên mình rất là tin tưởng để chị Diễm sức chiêu con này. Rồi. Nhưng mà hôm nay á là nãy giờ thật ra anh biết là cái nhiệm vụ của anh Võ Sư Lộc là quay thôi, là một hồi nữa là mới ăn sau, nhưng mà hôm nay cũng là ngày vui của Song Hỷ thì em xin phép là được đề xuất một cái thử thách nhỏ. Thử thách nhỏ là một cái phần tư đùi bao gồm cả phao câu là sẽ dành tặng cho Song Hỷ. Còn một phần má tư đùi còn lại là em xin phép là được thử thách anh Võ Sư Lộc. Đó, còn em với anh Hùng thì kiểu là chỉ ăn xương này kia thôi mọi người. Ăn xương thôi. Ăn xương xương á. Đây, bây giờ thì em xin phép vẽ nha. Ý là phải một tay cầm máy quay. Đúng một rồi. Tay cầm cái đùi. Đó. Chứ còn nếu mà bình thường hồi ăn thì nó quá dễ rồi đúng không? Cái đó đúng thử thách đó nha. Tập rồi cả nhà. Tập á. Đây. Ồ, sẽ ra. Chị này nha. Hấp dẫn chưa? Thịt nó nhiều quá chứ. Nó giống như sắc tiêu vậy anh. Mắm nhỉ anh. Có những cái tiêu xanh. Trời ơi cái đùi kìa. Mà lem lem. Trời bốc khói luôn kìa. Đã chưa. Đây cái đã nha. Riêng cái phần này là của Song Hỷ là không có phao câu là không được mọi người ạ. Đó chị Diễm bẻ sao cho khéo nè. Dính luôn cái phao câu nè. Trời ơi. Nhưng mà cái điều quan trọng bên trong nữa là mọi người biết sao? Ở bên trong có hai cái kê gà là nó bẻ đây luôn rồi nè. Vậy là con này là con đực nè. Con này là con đực nè. Đây. Con đúng rồi, con trống ấy. Cảm ơn nha. Đây là anh Võ Sư Lộc, em mời anh Lộc ạ. Ừ, to quá. Rồi. Phần còn lại là của em với anh Hùng. Bốn miếng mình cộng nhau nè. Rồi. Đây để em xé thả cho vậy. Dạ. Ui dạ. Ở cái nhà thấy không chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp rồi. Ôi ôi, đây cái ức nè. Lắm. Ôi còn nóng luôn, bốc khói luôn nè. Một, hai, ba, vô. Mời cả nhà nha. Dạ, mời cả nhà. Em thử luôn cái phao câu trước nha. Có mì thơm nè. Đúng rồi á. Thơm mà ngọt thích ngọt. Đúng rồi. Để em xé ra cái này luôn. Cái này mà chấm thêm muối tiêu nữa thì tuyệt vời. Thử xong thử. Anh ơi, thử thách là ai cho bỏ xuống. Thử thách là phải ăn một lúc rồi hết luôn chứ. Rồi cầm luôn cái nha. Anh Dũng là chuẩn bị khăn ướt cho anh Võ Sư Lộc nha. Thử thách là không được con mấy quay. À có Phạm Dũng hỗ trợ rồi. Đây anh Lộc, vậy anh Lộc ngồi kế cho em luôn. Anh thấy cái đùi ra tiếp.
Trời ơi, đúng nóng luôn á. Nóng đâu mà. Thịt nó nóng bên trong luôn nè cả nhà. Nhưng mà có nước sốt đảo à. Dạ. Yeah. Cái này nè cả nhà, mình mới ăn cái phần ức thôi. Thì cái phần ức là thường là nó sẽ không có thấm vào nhiều đâu, nhưng mà mình ăn mình vẫn thấy được cái vị màu hồng, màu cam cam nè. Mà con này nó thơm thật, thịt nó ngon. Sẽ chấm với muối tiêu. Ê, xin phép nha anh Dũng ơi, em làm một cái combo hết luôn nè. Rồi mời cả nhà nha. Thịt chắc lắm. Được anh Lộc. Được. Con này là cái thịt của nó là chắc của con gà ta đó. Gà thả vườn á. Nhưng mà cái mùi nó rất là thơm. Anh Dũng thử nha. Tập trung vào mùa quay phim. Quá chuyện nhỏ với thầy mình luôn. Bây giờ không biết là miệng hay lọc thơm hay là gà thơm. Thơm hết cái khu vực này. Nãy giờ thầy thường hơi đói ăn cái này và giống như là có năng lượng luôn. Anh Lộc là cũng là thầy của Phan Diệm, nhưng mà thầy thấy là em chơi cái chiêu đó hay không, những cái món phụ phụ ấy là em giả bộ em lơ đi. Em giả bộ em chơi cái khâu cuối cùng lại là ngay cái đùi ngon nhất thì thầy thấy em ok không? Tuy thể hiện bên ngoài là chỉ như giống như là phạt á, nhưng mà ở đây là đang thưởng á cả nhà. Nên là tháng sau là giảm học phí nha. Đây, đây biểu diễn cho cả nhà một màn à. Tuy là quan tâm đến thầy nhưng thực ra là xin giảm học phí. Đúng rồi. Mang dây, mang dây. Một màn sở trường nè. Thì diễm trình nha. Ui. Wow, hết luôn. Bây giờ tới sông Mỹ. Đúng rồi, tới sông Mỹ. Em là sở thích này đó. Tại vì con này chắc thịt quá, như cơ bắp quá nó hơi gì. Bẻ phần mát từ đùi ra, xong rồi thử thách giống thầy á. Một hit. Không, nói chứ con gái mà phơi mì. Mình để ý thấy những bạn nữ lên clip ăn thì sẽ khiêm tốn hơn. Nhưng mà anh Lộc thì kiểu như thầy thì võ mà, nên ăn kiểu như muốn bẻ xương gà luôn. Cố cú ở sông Mỹ nào. Cố lên sông Mỹ ơi, sông Mỹ hết cái đùi đó nha. Nó là tình cảm của anh Hùng và Lộc, Hùng là, và là để hết cái đùi con chỉ đó nha. Nhưng mà cho em xin phép là hưởng thức từ từ đi. Nó hơi bị chắc quá. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay được mời tới đây thưởng thức, phải nói là đồ ăn cái này rất là ngon luôn á. Dạ. Nhưng mà em nghĩ là cái điều mà em nhớ lại nhất chắc sẽ là con chim chỉ này. Nó ngọt thịt mà nó thơm lắm luôn á. Đó thì em cảm nhận, ví dụ mà nãy mình mới ăn cái ức thôi, mình đã thấy nó vậy rồi. Nếu mình ăn tới những cái phần cánh hay là phần đùi á, có cái lớp da mà được thấm với cái nước sốt đó thì nó còn ngon tới đâu nữa. Lẩu thái hải sản. Món gì đây cả nhà? Lẩu thái hải sản. Lẩu hải sản nha cả nhà. Wow. Ở đây có món bò nữa nha cả nhà. Đây là Mai sẽ mang tới đây món bò. Từ thế giới bò. Thấy Mai là thấy bò. Đây, chị Mai. Con chủ thế giới bò. Đây, cho em xin gì hải sản. Ok. Đây. Nhìn cái này nó xinh, bé xinh nhưng mà nó cũng... Ở đây có mực này, chả thanh cua, nghêu, tôm. Này mà thêm dĩa bò của thế giới bò nó thì ok quá nha. Cũng mà hấp. Cũng mà hấp vô đây hấp vừa nha. Hấp vừa. Nhưng mà mọi người biết là nãy giờ mình còn cái món gì mà mình chưa ăn không? Đây, món này đây. Đúng rồi. Nó sót quá. Mê ăn, đúng là mê ăn cái thịt của con chị á, kim chị á, mà mình quên mất cái này. Nãy ngon lắm này. Đây, rồi, mời Mai. Mai ok. Chị Mai ra tay. Rồi, mời mọi người nha. Rồi, lòng mừng Mai. Lòng chim chỉ xào mướp. Đúng rồi. À. Cái này mà xào củ dừa là ngon lắm anh. Không, cái đó là nói thật. Dạ. Rồi, xong rồi. Củ dừa dạ. Có huyết luôn hả? Huyết họ cắt luôn. Em lòng chim chỉ luôn. Có giá, có mướp, có mề, có nấm rơm, có giá. Gan. Của em. Rồi, ok. Rồi. Thôi chị đừng gấp cho em. Chị gấp cho mọi người rồi em ăn cái dĩa này luôn. Mời cả nhà nha.
Hơi cá nha. Ờ gấp rồi. Ủa sao lòng con chim chỉ bự lắm, mình sẽ có lòng nó không được bự lắm nha. Con ký mấy đâu ra bự. À. Con nó là cái size nó vừa vừa ấy. Nhưng mà quan trọng là cái thịt nó ngon. Ừ. Nhưng mà nãy là mai tới trễ. Là hết rồi đúng không? Hết rồi. Rồi mai cái gì? Mai muốn là có thôi. Tại vì còn chim chỉ ở ngoài nhưng mà phải chờ. Sao ngon à? Ừ. Ăn coi. Mùi quế. Mời cả nhà nha. Mùi quế. Nước đây cũng ngon. Ừ. Một hay luôn á. Mứt hương hay sao? Thơm á. Mứt giòn rất là nhiều. Và có thêm cái tiêu nữa nha. Mới ăn huyết à. Thử thêm miếng lòng. Chấm thêm miếng tiêu. Nhưng mà món này lạ ha. Có rồi. Sợ ra sợ với lá quế. Lá quế hả chị? Ừ, lá quế. Cái này mà chút cơm nóng ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hết bài luôn. Ăn mạnh tay đi mọi người ơi. Nữa hả? À, không, em khuấy cái lẩu anh lại cứ. Thôi chị lấy cái muỗng chị xúc luôn nha. Đây có nấm, nấm rơm. Mai vô sau chắc là chưa biết cái cơm, cơm anh đây tên gì rồi. Nó sang đúng không? Cơm kháng chiến. Cơm kháng chiến hả? Ồ. 1975. 1975. À, cơm kháng chiến, cái chuối hả? Đây, 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 đây. Muốn uống rượu. Muốn đi nghỉ vụ không? Không lẽ năm 1975 người ta ăn cơm trong lá chuối vậy ta? Đúng rồi. À, có thể là vậy nha. Chứ nhìn bên trong đâu thấy có gì kháng chiến đâu. Cơm kháng chiến. Tại người ta làm cái hũ giống như cái lô cốt. Mình ngụy trang á, cái hầm á, giống mình địa đạo hầm mà hả? Không, nhưng mà hay quá à. Nhắc đến địa đạo thì lại có một người phải tự hào rồi. Anh Lộc, quê Củ Chi. Địa đạo Củ Chi. Bữa nào mình về Củ Chi đi, anh sẽ dẫn đi ăn những cái món đặc sản Củ Chi. Ấy chà. Ờ, anh Củ Chi là rất là nhiều đặc sản nha mọi người. Có cái bò tơ Củ Chi là đỉnh này. Rồi có khoai mì Củ Chi, địa đạo Củ Chi thì không phải nói rồi, cháo cá lóc nấu bầu ha. Nhưng mà anh Lộc á là đã chui xuống hầm địa đạo chưa? Hả? Lúc nhỏ rồi. Giờ bây giờ. Bây giờ em chui còn muốn kẹt nữa. Lộc chui. Đâu đây hả? Nhỏ. Không, nhưng mà bây giờ không biết còn tham quan không ta? Còn đó. Em mới vừa cho gia đình em đi nè. Thế là mai là quá thiếu sót nha, đề nghị là bớt bán bò lại để đi Củ Chi nha. Em cũng cách đi trong năm nay nè. Dạ. Mà đợt đi xuyên Việt á, em mới tìm anh Hải. À. Bờ ai mí. Em chưa đi được nữa. Nên là hẹn một ngày nào đó thì. Thì đưa xong Hải đi. Đưa em đi. Okay. Nhưng mà trong đó có một cái cũng hơi khó là mình sẽ không có được tác nghiệp bằng máy quay chuyên nghiệp. À, mà chỉ được quay bằng điện thoại thôi. Đúng rồi. Nên là nó cũng hơi khó. Hơi tiếc không? Em nghĩ là anh em mình người húp chén lẩu nha. Dạ dạ. Cho thanh đạm cuộc sống. Ờ, cái muỗng của mình cả nhà thấy tiện lợi không? Tiện lợi thì nó quá đa năng luôn. Vừa dùng được múc cơm mà nó vừa dùng được múc lẩu nữa. Không hỉ đôi chén này xong hỉ. Cái nồi này kiểu em thấy cũng khá là vừa vặn, mấy anh em mình ăn nhiều món rồi, cái nồi lẩu này là ok nè. Mình còn một cái dĩa rau nữa nha mọi người, để em múc nước xong cái mình cho rau vào ha. Đúng là ăn chuyên nghiệp luôn rồi, ăn lẩu chuyên nghiệp luôn cả nhà. Ừ. Nhưng mình là không biết, là mình cứ cho rau vào trước không đây xong rồi. Chờ em một tí thôi xong rồi. Không, không phải chuyên nghiệp đâu anh, ví dụ như là nó chín là anh em mình ăn trước rồi, giờ để rau vào nó lỡ nước nó nguội mình lại phải chờ một tí nữa. Là cái ăn trước. Nhưng mà nói về lẩu là em rất là thích cái lẩu tôm dùm bên Mai luôn á. Đúng rồi, ngon lắm. Bên Thế Giới Bò. Ăn mà về thấy mà nghiện luôn á. Cái độ mà chua chua ngọt nó rồi thêm cái độ béo á. Đúng rồi. Bởi vậy em nói chị Mai chỉ đi quay ăn với mọi người xã giao thôi. Chứ ở nhà chị món gì chị bán cũng ngon rồi đó, đâu cần phải ra ngoài quán ăn. Không, nhưng mà vẫn phải đi chứ. Về đi để biết món này, món kia, chỗ này, chỗ kia. Nhắc tới đó thì Thế Giới Bò tuy bán món ăn nhưng mà cũng làm trên TikTok đó cả nhà. Ai chà. Cũng ý nghĩa lắm đó nha. Dạ, cảm ơn chị. Sẽ đi gì Mai? Bò vàng hạnh phúc. Bò vàng hạnh phúc. À, cho rau vào đi xong rồi. Để mang cái món bò giác vàng tới gần những ông bà cụ hơn. À, ôi, nhưng mà dĩa rau đây rất là chất lượng luôn mọi người nè. Đây nè.
rau nhút, rau muống. Rau nhút, rau muống. Nhưng mà rau lan nữa hay sao á? Không. Đúng rồi, cho vào hết luôn. À, rau quế. Ủa, ở đây vậy này chưa? Cái rau nhút này họ lặt đôi. Nó hơi dài. Nhưng mà non ấy. Non. Bước nghe bực luôn. Là tại sao nó có tên rau nhút vậy không mày? Rau nhút hả? Em thấy nó mọc ở trên mặt nước á. Nên là dưới sông nó lình bình không biết sao mà đặt tên là rau nhút. Anh nghĩ là chắc là trên sông á có lục bình nữa. Mà lục bình mà rau nhút nó muốn mọc thì nó phải chen giữa cái lục bình đó lúc nhút vậy. Nên là gọi là rau nhút. À đấy. Ok đó thầy ơi. Cách giải thích. Đó là chù tôi. Em thích cái giá này quá. Xếp cái tay qua chị. Đấy, mọi người ăn lẩu đi xong ăn rau. Hấp miếng nước lẩu nha cả nhà ơi, đây. Trời ơi, cái cá viên chiên này mình phải chấm mấy mắm thôi, nó quá mọng nước. Mềm xèo quá. Cá viên nó mềm, đầy vô. Em nghĩ là ở đây quán này người ta có nấu cái cách mình nước súp cho nhiều người ăn, nhiều vùng miền ăn. Dạ. Mà đối với sông Thủy thì ở miền Tây thì sẽ thiên về độ ngọt, nó nhẹ hơn tí xíu. Nên là nếu mà nó ngọt hơn tí xíu thì thích hợp hơn. À. Chú này là không phải nên cái màu nó sẽ hơi đậm tí xíu, còn màu tẩy nó sẽ trắng giờ. Chuối là nhà của sông Mỹ có nè, có sụn chuối. Cái đó là một lớp phụ lớp. À vậy hả? Phụ quạch với phụ lớp. Ngon quá. Trước có nhà em là sẽ có trồng nguyên một quầy chuối luôn, mà khi mà đi xuyên Việt nè, rồi đi Sài Gòn 2 tuần là về mất tiêu chuối chứ. Không có kiếm quầy không ra. Chắc là ba chặt luôn rồi. Nhưng mà nhà của chị Song Thủy thì có vườn, có rau này kia, có cả những chú động vật bất ổn. Hôm nào mấy anh chị là có dịp, có thời gian thì ghé đến quê hương của Song Thủy Châu Đốc. Song Thủy sẽ mời cả nhà cùng trải nghiệm khu vườn sinh thái. Hơi bất ổn tí xíu thôi nhưng mà cũng được. Tưởng bà Châu Đốc mà ăn món Sapa nữa. Vừa rồi mới làm một mâm Tây Bắc nè, đoạn Tây Bắc với ăn với ba lòng. Về với quê em thì chỉ có là món hương đồng gió nội thôi. Dạ. Ngon quá hả chị? Dạ. Ngon, hôm nay ăn rất là ngon luôn mọi người. Hay là thôi tới đây mình quay tới đây thôi ha, được không mấy chị? À thật ra là mình cũng ăn gần hết món rồi anh, chứ còn tới đâu. Dĩa nào nó cũng hơi sạch rồi. Đúng rồi, lẩu là chỉ còn rau thôi mọi người ạ. Bây giờ kiểu như clip cũng dài rồi, mình kết thúc rồi, mình ngồi tâm sự. Thì nói thật với mọi người luôn thì mình đã từng đi quay với kênh của chị Diễm rồi, nhưng mà hôm nay có thêm chị Song Thủy nữa thì mình cũng rất là hồi hộp, mà tại vì kết hợp quay như vậy mình cũng không biết phải quay sao cho đúng nữa, nhiều khi mình làm gì sai mong cả nhà cũng thông cảm và bỏ qua. Còn hôm nay là một clip mà mình ăn mừng kênh của chị Song Thủy đã được 100.000 người đăng ký. Nói chung là khi mà kênh của chị được 100.000 người là trong đây ai cũng biết hết á. Nói chung ngồi coi từng giây từng phút luôn. Lên thì thấy anh Dũng đăng chúc mừng kênh Song Thủy được 100.000 người đăng ký. Nhưng mà lên thấy mới 99.9 nè. Em đăng trước đi. À đúng rồi. Em đăng trước thì mọi người đấy, em là cái chiêu chiêu là em đăng trên kênh fanpage Phạm Dũng trước để mà người ta sẽ tò mò ấy, cái này người ta sẽ đăng ký nhanh hơn ấy. Dạ. Em chơi chiêu chiến thuật ấy. Thấy kéo qua luôn mà thấy mới 99.9 nè cả nhà. Nhưng mà một lát sau lên 100.000 luôn thì cũng chúc mừng chị. Và hy vọng là ngày mai cả nhà ơi, mình sẽ cùng tham gia với chị Song Thủy một cái clip ăn mừng nữa. Cả nhà có gì hãy qua bên kênh Song Thủy Vlog để cho kênh lên 102.000 luôn. Hai người đăng ký nữa luôn. Dạ, và cũng cảm ơn chị Diễm cũng như là chị Mai đã có mặt trong buổi quay hôm nay. Thật ra là hôm nay là cũng rất là bất ngờ, tại vì cái nút đăng ký của Song Mỹ vô 100.000 người thì nó tới cũng rất là nhanh, là bất ngờ. Anh em là cũng ngoài dự kiến, sớm hơn dự kiến một tí. Thì rất là cảm ơn anh Hùng, anh Lộc này, chị Mai đã mời Song Hỷ cùng với Phan Diễm trong buổi trưa ngày hôm nay.
Tại vì hy vọng rằng anh em mình thời gian tới thì sẽ có nhiều cái duyên để giao lưu với nhau hơn nữa, có thể là đồng hành cùng với nhau trong những cái series mới để gửi tới khán giả. Và hy vọng rằng khán giả của team Funny Hùng và Sư Lộc sẽ luôn yêu thương và ủng hộ tất cả các anh em. Rồi, cảm ơn. Thì qua đây thì Song Thị cũng cảm ơn anh Tiêu Văn Funny Hùng đã tổ chức cho em một cái buổi tiệc rất là hoành tráng, và cảm ơn các anh rất là nhiều luôn. Và Song Thị cũng xin chúc khán giả trên kênh của anh Funny Hùng một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình của mình. Và nói chung anh em mình cũng chúc xong xuôi hết rồi. Thì bây giờ mình xin phép mình đọc rap và kết thúc series nha. Các chị Song Thủy chưa nghe bao giờ đâu, giờ chị cùng theo dõi và thưởng thức mà. Rồi, thì nên một cái fanpage trên Facebook, nếu như người yêu mới thì là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và giúp fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn kênh Funny Hùng Vlog và TikTok Võ Sư Lộc, kênh Phạm Dũng và kênh Song Thủy Vlog, kênh Phan Diễm Vlog nha nha. Sắp 100.000 rồi. Và đừng quên TikTok của mình là Funny Hùng 16 và Võ Sư Lộc, và kênh Thế Giới Bò, và hai TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong giai sắp tới, như các bạn có bất cứ thử thách nào thì đã làm được những comment mình xem, và đừng quên là phù hợp nhất để làm clip cho nhà cũng thất nha. Ok, xin chào các bạn. Bye bye.